vị trí thuê mặt bằng. Thì mặt bằng kinh doanh cà phê thì vị trí sẽ quyết định chi phí và quyết định việc quán có tồn tại lâu dài hay không. Diện tích mặt bằng nhỏ thì phải nằm ở khu vực đông dân cư, mặt tiền sống mất, bằng những cái vị trí ngã ba, ngã tư nữa thì càng tốt, càng đặt khách. Những quán cà phê sân vườn thì nên chọn những cái nơi càng xa trung tâm, sẽ tận dụng được không gian thoáng đãng ở bên ngoài, giúp giảm thiểu được cái khoản chi phí thuê mặt bằng là hiệu quả nhất. Trường hợp thuê mặt bằng ở những cái vị trí gần bờ sông hoặc bờ suối thì càng là lợi thế. Ví dụ địa điểm thuê mặt bằng kinh doanh của bạn là sân vườn hay mô hình trong nhà thì cần phải đảm bảo những yếu tố sau. Vị trí của quán cần phải nằm ở những nơi di chuyển thuận tiện, hạn chế những nơi quán nằm trong ngõ hẻm, việc đi lại sẽ bị hạn chế rất khó khăn. Cần phải có nơi để xe cho khách. Cái khu vực đảm bảo an ninh, trật tự, lượng người lưu thông qua lại đông đúc. Và lưu ý thêm là phần thời gian thêm mặt bằng. Trong quá trình kinh doanh xây dựng thương hiệu theo địa điểm thì sẽ đi kèm cùng nhau. Bạn sẽ phải trú ngụ ở nơi đó chừng 3 đến 6 tháng mới có thể nổi tiếng lên được. Cho nên bạn cần lựa chọn những điểm kinh doanh cho thuê thời hạn ít nhất từ 1 năm trở lên. Sau đó công việc kinh doanh ổn định, bạn sẽ cân nhắc thời gian hợp đồng là 5 đến 10 năm tùy thuộc vào tài chính của bạn và sự thương lượng của chủ nhà. Hợp đồng thuê mặt bằng thì phải cần rất rõ ràng. Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh thì trước khi đặt bút ký giấy tờ ấy, về cái mặt bằng này thì bạn phải đọc kỹ tất cả những điều khoản ở đấy. Nếu như trong những cái vấn đề mập mờ bạn chưa hiểu rõ thì cần phải xác định rõ ràng, có đóng dấu công chứng của chính quyền địa phương. Tốt nhất nếu bạn kinh doanh lớn lâu dài thì nên nhờ đến luật sư để thực hiện các hợp đồng thuê nhằm đảm bảo cái tính chắc chắn về mặt lâu dài, bởi thời gian và chi phí xây dựng đầu tư ban đầu không hề nhỏ chút nào.